Thanh Liêm và Góc Nhìn Việt xin được mến chào quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay. Thưa quý vị, có ai đó đã từng nói, kẻ khoe khoang sẽ bị người khôn ngoan khinh thường, được kẻ ngu xuẩn ngưỡng mộ, gặp phải kẻ su nịnh nịnh hót. Và đồng thời, họ cũng dễ trở thành nô lệ cho chính những lời khoe khoang của mình. Đôi khi khoe khoang là biểu hiện của sự thiếu tự tin tột độ. Vì trong hiện tại hay quá khứ, người đó đã từng thiếu thốn vật chất, tình cảm, năng lực cũng như là kinh nghiệm. Nên sau khi có được thì phải khoe ra để với ngụ ý rằng mọi người, mình đã sở hữu được những thứ ấy rồi. Nhưng mà thực chất, khi bạn đang khoe mẽ, người nghe chỉ đang đánh giá bạn là một người có tư duy thấp kém hơn, thậm chí có phần kém sang hơn. Và cái miệng giúp phụ nữ có thể tạo ra nhân duyên tốt đẹp, nhưng cũng có thể đẩy người phụ nữ vào tăm tối, tai ương. Và đặc biệt là những lời khoe khoang quá đà, không đúng lúc đúng chỗ, có khi sẽ tiềm tàng cho tai họa phụ nữ phải chịu đựng trong tương lai. Vậy nên, có bốn thứ sau đây. Phụ nữ đừng khoe ra, kẻo sớm chuốc họa vào thân. Thứ nhất, đó là khoe chồng. Phụ nữ lấy được chồng tốt là một diễm phúc lớn. Nhưng dù đó là một người chồng tốt có một không hai, thì bạn cũng đừng dại khoe khoang với người khác. Phàm ở đời này, cái gì quá tốt mà càng khoe khoang thì lại càng dễ mất. Tôi xin trích dẫn một tâm sự đầy cay đắng của người vợ mất chồng chỉ vì mãi khoe chồng. Cứ nghĩ chồng sẽ mãi yêu và không bao giờ bỏ được mình, nên tôi không bao giờ lo nghĩ đến chuyện mất anh. Tôi luôn tự tin vì học thức mình tốt, xinh đẹp và nhìn bề ngoài thì hơn anh rất nhiều thứ. Anh hơn tôi 7 tuổi nhưng nhìn khá xương gió, già dặn. Trong cả xóm có 5 đôi vợ chồng thì chúng tôi chơi thân nhất với vợ chồng chị Lam. Hai nhà gần nhau nên thường rất hay nói chuyện. Nhà này có chuyện gì nhà kia cũng biết. Chuyện chồng tôi chăm vợ thế nào, anh chị ấy cũng rõ như lòng bàn tay. Tôi thường hay được anh chị ấy ví là sướng như tiên khi lấy được chồng tốt tính hiền lành. Tôi cũng công nhận điều đấy. Và hàng ngày anh đều phụ giúp tôi việc nhà. Từ nấu cơm đến đổ rác, tôi đều sai được chồng. Đi làm bên ngoài thì anh rất oai phong lẫm liệt, cấp dưới và đối tác đều nể phục. Thế nhưng lúc ở nhà thì tôi lại là sếp. Tôi có nhiều chuyện không phải và đôi lúc cũng quá lời, nhưng anh chỉ giận một chút là cho qua, vì là em trẻ con nên không chấp. Cứ như thế, tôi lấn lướt anh ngày một nhiều hơn. Cách đây khoảng 2 tháng, nhà chị Lam có mấy nhân viên công ty đến ăn cơm, vợ chồng tôi cũng có mặt. Trong cái bữa cơm ấy, sau một đống chủ đề thì mọi người quay sang nói cái chuyện vợ chồng. Không có gì lạ khi vợ chồng tôi thành tiêu điểm của chủ đề đấy. Chồng tôi được vợ chồng chị Lam hết lời khen ngợi và còn phong là người chồng quốc dân. Mọi người trong mâm cơm đều thán phục những việc anh làm cho tôi. Thấy vậy thì tôi lại càng thấy tự hào và cho rằng mọi người đang ghen tị với mình nên càng ra oai, khoe chồng nhiều hơn. Sau khi nghe tôi nói về anh, một cô nhân viên văn phòng nhân sự đã chủ động mời chồng tôi uống rượu. Mọi người và chồng tôi đều nghi ngại, còn tôi thì lại thấy rất bình thường. Vì người như tôi, làm sao mà mất chồng được? Bây giờ, nghĩ lại ngày hôm ấy, tôi đã thấy mình quá ngu dại. Chỉ vì quá tin vào bản thân, luôn cho rằng anh quá yêu và không thể bỏ được vợ, nên tôi đã để anh rơi vào lưới tình của kẻ khác. Mà người đó không ai xa lạ, chính là cô nhân viên đã mời rượu anh hôm nào. Thay vì việc ghen tị với tôi, cô ấy lại khao khát có được một người chồng yêu thương và chăm sóc vợ như anh. Sau cái buổi uống rượu hôm đó, cô ấy thường xuyên qua nhà hàng xóm của tôi chơi để tiếp cận anh. Lần cô ấy đến thì thấy anh đang đánh giày cho vợ. Lần lại bắt gặp anh đang đi mua kem về cho tôi. Cứ như thế, tình cảm cô ta dành cho chồng tôi ngày càng nhiều lên. Rồi cô ta xin số điện thoại của anh từ chồng chị Lam. Chị đã nhắc nhở tôi rằng: "Em lo mà giữ chồng đi, hàng hiếm nhà em đang bị nhòm ngó rồi đấy. Nhân sự nó đã ưng ấy thì nó sẽ tuyển được đấy." Tôi lại cười và khẳng định: "Chồng em đâu phải là người bình thường đâu, để chỗ nào muốn tuyển cũng được đâu chị." Chị lườm tôi bảo:
Cô lại tin chồng quá rồi. Đúng là tôi rất tin tưởng chồng. Thế nên khi anh cho xem tin nhắn của cô ta gửi đến, tôi vẫn cười và nhắn lại trêu ghẹo. Tôi lại không hề biết rằng, chẳng bao lâu sau đó, cô ấy đã lôi kéo được anh về với mình. Tôi trở thành kẻ bị bỏ rơi, đơn độc trong con đường phía trước. Giờ đây anh đã không còn ở bên tôi, mà đang chăm sóc cho cô ta ở nơi khác. Tôi muốn kéo chồng về mà lòng tự ái cá nhân không cho phép. Tôi hiểu đây không hoàn toàn là lỗi của anh. Tôi mới là người có lỗi khi không chịu giữ anh cho riêng mình, thích đi khoe và tự hào với cả thế giới về người chồng mẫu mực. Quý vị rất thân mến, chồng bạn có thể tốt thật, nhưng cám dỗ ngoài kia cũng nhiều lắm. Lòng người thì nhiều đố kỵ và lắm thị phi. Phụ nữ tinh tế luôn hiểu được điều này và biết giữ gìn vun vén cho hạnh phúc của riêng mình mà không hề khoe khoang. Bởi khi khoe chồng thái quá, sẽ không chỉ khiến người khác ghen tị mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy lố bịch. Một người phụ nữ tinh tế sẽ không sống như là cái cây tầm gửi với người đàn ông. Họ không quá để ý đến thành tích của chồng. Đa phần họ biết quản lý bản thân, quản lý tốt cuộc sống hôn nhân. Một cặp đôi hạnh phúc nên phát triển cùng nhau. Nửa kia càng tốt thì bản thân mình phải nỗ lực hơn để bản thân xứng đáng với sự xuất sắc ấy. Hơn nữa, lòng người nhiều đố kỵ lắm thị phi. Nếu bạn hạnh phúc hơn người khác thì tốt nhất hãy bảo vệ thật tốt cho riêng mình. Điều thứ hai, phụ nữ không nên khoe. Khoe những điều không có thật. Việc khoe khoang cái mình có đã là không hay. Nhưng có rất nhiều chị em phụ nữ đi xa hơn, khoe khoang những cái mà mình không có để người khác khen hoặc nể phục. Họ khoe khoang những điều không có thật, không phải để vui chơi đùa giỡn, mà là để lè loẹt với người khác và để đề cao mình lên. Nhưng sâu xa hơn, có lẽ lại chính vì sự thiếu thốn, khao khát có được những điều mình không có. Nhưng câu chuyện sau đây. Thảo thuộc dạng nhỏ nhắn xinh xắn. Trước khi cưới Quân, Thảo được rất nhiều người để ý. Vượt qua gần chục đối thủ, Quân hãnh diện khi lấy được cô vợ từng là hoa khôi của khoa. Ngay từ ngày còn yêu, dù biết Thảo là người khá ăn chơi, là tiểu thư, nhưng Quân không mấy để ý đến điều đấy. Bởi nghĩ cho cùng, vợ chồng đã yêu thương nhau, sống chung rồi sẽ hiểu được hoàn cảnh và mọi thứ của nhau. Và Quân trân trọng, yêu thương vợ rất nhiều. Quân làm kỹ sư công nghệ thông tin, lương được 15 triệu. Trong khi đó Thảo làm nhân viên văn phòng, lương được gần 10 triệu. Cuộc sống hai vợ chồng trẻ chẳng giàu có gì. Thế nhưng Thảo liên tục lên Facebook khoe với thiên hạ rằng mình lấy được chồng giàu, có tiền, có xe, có nhà và đang hưởng thụ một cuộc sống được yêu thương, chiều chuộng như một bà hoàng. Ban đầu cưới nhau xong, Thảo liên tục khoe vợ chồng đi trăng mật, cà phê, check-in ở những địa điểm sang chảnh. Thi thoảng, Thảo lại bắt chồng đeo tạp dề, cầm dao thớt vào bếp, rồi cô đứng đằng sau chụp ảnh. Xong xuôi đâu đấy, Thảo sẽ đăng lên Facebook, gắn thẻ Quân vào và viết: khi nhà có đầu bếp xịn, hoặc đại loại là hôm nay đi làm về mệt quá, mình than cái là chồng thương, vào bếp nấu đúng món vợ yêu thích ngay. Mỗi lần đăng vậy là Thảo nhận được hàng trăm lượt thích và bình luận của bạn bè. Hầu hết là những lời khen có cánh, rằng số Thảo thật là may mắn vì có một người chồng tuyệt vời, vừa đẹp trai lại còn đảm đang. Đấy là chưa kể, hai vợ chồng Quân vốn ở riêng, ít khi bày biện nấu cơm. Tuy nhiên, Thảo lại thường khoe lên những cái mâm cơm thịnh soạn, mà có khi cả quý mới nấu được một bữa. Mỗi lần như vậy là Thảo liền lấy điện thoại ra chụp ảnh, lấy chụp ảnh đẹp toàn cảnh rồi đến cận cảnh từng món. Sau đó, cô sẽ ghép ảnh chèn chữ, chỉnh sửa màu và tung lên Facebook. Cơm nhà hai người. Tiền lương chồng chừa đưa nên chỉ có thể bày biện được như thế này thôi. Để nhận được những cái lời nhận xét ngược lại mà mọi người hào phóng nhắn cho mình. Lần khác, Thảo đi trung tâm thương mại tự mua được vài thỏi son với cái áo. Cô cũng up lên Facebook khoe là chồng tự đi mua quà về tặng vợ. Bạn bèo vào, trầm trồ, suýt xoa, khen Thảo sâu sướng, rồi Quân thì lại là soái ca. Quân đọc được mà thấy đỏ mặt. Hay có lúc mua được cái túi hiệu LV nhái chỉ hơn khoảng 1 triệu. Thảo chụp lên Facebook khoe
mình có cái túi 2.000 đô, rồi bị một cô bạn sành điệu phát hiện ra là hàng nhái, thì đành khỏa lấp. Thôi chết rồi, thế thì mình bị lừa rồi. Có hôm, về nhà mẹ đẻ, Thảo nặng nặc bắt Quân gội đầu cho mình, rồi nhờ em gái chụp ảnh lia lịa. Sau đó, cô ngồi chỉnh sửa ảnh chán chê, rồi nhờ em gái up lên Facebook, gắn thẻ hai vợ chồng khoe là soái ca trong chuyện ngôn tình là đây. Khỏi phải nói, một cơn mưa lời khen ngợi đến với vợ chồng Thảo. Quân lại tặc lưỡi, vợ sống ảo thế cho vui mà. Một buổi tối, Thảo và Quân vừa cãi nhau nảy lửa xong, mỗi người ngồi một góc nhà, không thèm để ý nhau nữa. Thì một lúc sau, Quân đã thấy vợ đăng lên Facebook, đăng một cái ảnh hai vợ chồng đang ôm nhau, kèm theo câu chú thích: nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Bên dưới đấy là rất nhiều bình luận đại loại: ôi chao, sao mà ghen tị thế, hạnh phúc thế là cùng, đẹp đôi quá. Khiến Quân vô cùng bực bội. Tuy nhiên, Quân buồn và mệt mỏi cái thói sống ảo của vợ lại thể hiện ở việc Thảo luôn khoe với bạn bè cuộc sống sang chảnh, lấy chồng giàu có. Đỉnh điểm là lần đi họp lớp đại học vừa rồi, mọi người bắt phải đưa vợ chồng con cái đi, nên Thảo bắt Quân đi cùng. Tính sĩ diện lại chót khoe rồi, nên Thảo bắt bằng được chồng ăn mặc bảnh bao, thuê xe hơi lái đến để bạn bè trầm trồ. Nhìn vợ tươi cười chụp ảnh, được bạn bè tung hô, thì Quân không khỏi ngán ngẩm. Càng ngày, anh cảm giác đến phát ngán vì vợ mình sĩ diện quá, đâm ra lại không thật. Thảo chỉ nghĩ đơn giản để khoe mẽ, để thỏa mãn đam mê, khoe giàu, nhưng lại không hay, nó lại chạm tới lòng tự ái của chồng, và khiến Quân cảm thấy chán ghét khi phải về nhà. Lắm lúc nhìn Thảo cứ dán mắt vào cái màn hình điện thoại, Quân chỉ muốn giật phăng cái điện thoại đi mà vứt vỡ tan cho bỏ tức. Thưa quý vị, chân lý cuộc sống này chính là những gì giả dối sẽ không bao giờ được bền lâu. Dù bạn có kỳ công tạo ra để khoe khoang với người khác, thì cũng có ngày bị lật mặt. Lúc ấy, bạn không chỉ bị xem thường vì bị giả dối, mà còn đánh mất lòng tin với người khác. Mà lòng tin là thứ đã mất thì khó có thể lấy lại được. Điều thứ ba phụ nữ không nên khoe, đó là khoe thân thể. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ phô bày da thịt một cách lộ liễu. Thứ nhất là vì cách ăn mặc sẽ thể hiện khí chất và danh giá của người phụ nữ trong mắt người khác. Phụ nữ mà ăn mặc quá tùy tiện sẽ cho người khác cảm giác lẳng lơ, không biết quý trọng bản thân. Ngược lại, phụ nữ ăn mặc kín đáo, biết giấu, biết khoe đúng chỗ sẽ để lại ấn tượng tao nhã mà hiểu biết. Không chỉ vậy, cách ăn mặc còn âm thầm thu hút duyên tốt lẫn cả duyên xấu của người phụ nữ. Không hẳn là bạn ăn mặc tử tế sẽ không gặp phải người xấu, nhưng ăn mặc quá phản cảm thì chắc chắn sẽ thu hút những kẻ nuôi dục vọng xấu xa. Lúc ấy phụ nữ đang tự tìm tai họa cho chính mình thôi. Điều thứ tư phụ nữ không nên khoe, đó là khoe mình tài giỏi. Người tài năng thì không cần khoe người ta mới biết, còn người khoe mình tài năng, người khác cũng chưa chắc công nhận. Bởi nếu bạn tài giỏi thì hãy dùng tài năng để thể hiện kiếm tiền để thành công đi. Thế thì dù bạn chẳng cần phải nói gì, người khác vẫn ngầm ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Nhưng nếu bạn luôn khoe mình tài giỏi, phô trương những gì hơn người, chỉ làm người khác thấy bạn thật huênh hoang và tự cao. Họ sẽ nghi ngờ liệu rằng bạn có thực sự như mình nói không, hay sẽ dần không còn muốn nghe bạn nói nữa. Cuộc sống này là của chính bạn. Bạn không cần phải phô trương với người ngoài làm gì. Của cải tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc gia đình tồn tại một cách khách quan. Bạn không cần phải chứng minh cho người khác thấy. Vì vậy, phụ nữ không cần phải tự lừa dối bản thân để được công nhận và thỏa mãn cái gọi là hư vinh. Càng thích thể hiện thì càng chứng tỏ bạn là người thấp kém. Vậy nên, hãy tự tin với chính mình và trân trọng tất cả những gì mình đang có. Đấy mới là người phụ nữ hạnh phúc đích thực. Nhớ đến đây thì đàn ông không nói nhiều hoặc ám ảnh về việc sẽ già đi như phụ nữ. Họ cho rằng đó là việc bình thường mà thôi. Tuổi tác với phái đẹp mà nói nên được gọi là một cái thử thách thú vị thì hơn. Tuổi tác sẽ không là gì cả nếu bạn thôi không nghĩ về nó. Hãy luôn hiểu bản thân mình muốn gì và đeo đuổi điều đấy đến cùng. Chúng ta thì chỉ thực sự già đi nếu bản thân chúng ta nghĩ vậy. Và nếu muốn cuộc đời của mình luôn sống với một cái tâm hồn tươi trẻ, tràn đầy sức sống thì
Hãy ghi nhớ những điều sau đây, quý vị nhé. 1. Luôn nhìn cuộc sống một cách tích cực, suy nghĩ lạc quan. Đừng nghĩ đến những điều mệt mỏi hay khó khăn trước mắt. Cái gì đến sẽ đến. Hãy đón chào một ngày mới bằng một buổi sáng thức dậy, nhìn ngắm những tia nắng đầu ngày với tâm trạng tích cực và lắng nghe những giai điệu vui vẻ. Đây là thái độ sống điềm tĩnh, an nhiên, có suy nghĩ và hành động tích cực trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra trong cuộc sống. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Từ đó dẫn dắt con người vào một bầu không khí luôn tươi mát và đầy cảm hứng. Khoa học chứng minh thế này, người sống lạc quan có tỷ lệ thành công cao hơn, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Để có cách sống lạc quan, bạn cần học cách không than thở, không nản lòng trước sự chê bai, không đổ lỗi cho người khác, mà nhận trách nhiệm về mình, tin tưởng vào tương lai và khả năng cải thiện mọi hoàn cảnh. Cho dù bạn muốn trở thành một ngôi sao hoặc tin tưởng vào phép màu, đừng bao giờ ngừng tin rằng ước mơ của bạn là trong tầm tay. 2. Yêu thương nhiều hơn. Hãy nhìn cuộc sống với con mắt yêu thương trìu mến, cùng chia sẻ với những người khác khó khăn. Hãy cho chia sẻ tấm lòng nhân ái của mình với người khác, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và cả sự thanh thản trong tâm hồn mình nữa. Coco Chanel đã từng nói rằng bạn luôn có thể rạng rỡ ở tuổi 30, quyến rũ khi bước sang tuổi 40. Nếu vẻ đẹp của một cô gái đôi mươi mang đến cho ta một cái cảm giác trong trẻo thuần khiết, thì nét đẹp của một người phụ nữ tuổi 30 lại mang đến cảm giác mặn mà tròn đầy. Khi đã 40 hay thậm chí 50 tuổi, sự mặn mà sẽ trở thành nét quyến rũ. 3. Luôn nở nụ cười mỗi ngày. Vì cuộc sống này có bao lâu mà hững hờ, nụ cười sẽ làm tan đi cái giá băng cho bạn và cho bạn sự yên bình, xua tan những mệt nhọc, mang tia nắng trong đường hầm tăm tối, sưởi ấm những buồn tủi lo âu và là liều thuốc hữu hiệu chữa lành những vết thương. Khi còn là một đứa trẻ hay khi đã trưởng thành, mỗi khi chúng ta để cho người khác nói mình nên làm hay không nên làm cái gì, thì chính khi đó chúng ta mất đi khả năng trực giác tìm kiếm sự hứng khởi. Rồi khi già đi, những niềm vui đơn giản có khi lại bị phá hỏng bởi những ý kiến, những suy nghĩ từ bên ngoài cho rằng đã quá tuổi để vui vẻ một cách hồn nhiên. Rất khó để tránh được những ý kiến và suy nghĩ này. Nhưng cách tốt nhất là quên chúng đi để thực sự hòa mình với niềm vui và hạnh phúc. Bên cạnh đó, hãy chăm sóc bản thân mình, đầu tư vào các hoạt động xã hội, xem phim, gặp gỡ bạn bè hay mua sắm. 4. Vận động nhiều hơn. Hãy vận động bất kể khi nào bạn có thể, hoặc chỉ 15 phút mỗi ngày vận động. Mỗi ngày thôi, bạn có thể đẩy lùi được bệnh tật, nâng cao tinh thần, tăng dung tích phổi, tăng cảm giác yêu đời, thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường dinh dưỡng tới tế bào da, và cuối cùng là tránh xa stress. Bạn không nên do dự hay chần chừ việc tập luyện. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ môn thể thao yêu thích, có thể là thể thao mạo hiểm như leo núi, lướt sóng, hay đơn giản là bơi hay chạy. Nếu không còn đủ thể lực và sự minh mẫn để thực hiện những việc này, người cao tuổi có thể lựa chọn đi bộ hay leo cầu thang đi bộ trong mọi hoàn cảnh. Để rèn luyện trí nhớ, bạn có thể chơi các trò chơi ô chữ, đánh cờ. Ngoài ra, việc chăm chỉ làm chuyện ấy cũng được coi là một bài tập thể dục hiệu quả để chống lão hóa. Khoa học đã chứng minh những cặp đôi có đời sống tình dục viên mãn thì ở cả hai sẽ tiết ra một loại hormone giúp giảm căng thẳng, hạnh phúc hơn, thể chất và tâm hồn cũng trẻ trung hơn. 5. Sống chậm lại, thư thái hơn. Chỉ cần 30 phút thư giãn mỗi ngày sẽ tạo ra sự khác biệt rõ ràng đối với sức khỏe tinh thần. Sống chậm hơn còn khiến tâm hồn thư thái và tươi trẻ hơn. Cách này sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống thoải mái, bớt căng thẳng hơn. Những giây phút nghỉ ngơi cũng sẽ tiếp cho bạn nguồn năng lượng mới, giúp bạn tìm ra hướng đi mới để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, con người ta khi bước vào tuổi 40
cũng là lúc chạm vào ranh giới phân chia của cuộc đời. Tốt hay xấu của tuổi già phụ thuộc vào sự lựa chọn của giai đoạn này. Và nếu ta chọn đúng, cuộc đời còn lại sẽ suôn sẻ. Còn lỡ mà chọn sai, có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ bằng học cách vứt bỏ những thứ sau đây sẽ khiến bản thân thư thái hạnh phúc và có nhiều phúc khí. Mời quý vị khán giả của Góc Nhìn Việt hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Đến tuổi 40, càng vứt sớm thứ này càng sướng sớm. 1. Vứt bỏ những ham muốn dư thừa để tập trung vào bản thân. Có một cô gái nọ đi chợ sinh viên thấy cửa hàng quần áo đang giảm giá rất mạnh. Chỉ chưa đầy 100.000 đã có thể mua được 2 chiếc áo phông. Rồi thì trở về phòng, cô hí hửng nói với người bạn của mình. Này, cậu xem, chưa đến 100.000 đã mua được 2 cái áo. Chẳng có thế, rẻ hơn được như thế nữa. Nhưng mà cô gái đó đã không nhìn ra vấn đề sâu xa hơn, là chỉ tính tiền thuê nhân công và mua nguyên liệu thôi. 100.000 đó đã là không đủ. Vậy thì làm gì có hàng tử tế? Quả không sai, mới mặc được 2 lần, cô đã phải than thở với người bạn rằng áo bị bục chỉ, phai màu, rồi sau chẳng thể thêm lần nào để mặc được nữa. Dù vậy, cô vẫn không nỡ vứt đi mà vo viên vứt vào tủ quần áo. Cô gái trong câu chuyện này dường như giống như là một con bệnh mắc chứng cuồng mua sắm không thuốc chữa. Trên giá sách của cô có những cuốn chưa một lần lật dở, để bụi bám đầy. Trong tủ quần áo vô số quần áo kém chất lượng chất thành từng đống. Trên giường ngủ gấu bông mèo Kitty bày la liệt, còn bản thân thì co ro ngủ ở một góc nhỏ. Nghiên cứu của trường đại học Harvard chỉ ra rằng, những người thành công có cảm giác hạnh phúc lớn luôn sống trong một môi trường sạch sẽ gọn gàng. Trái lại, những người bất hạnh thì luôn vùi mình trong một xó tối tăm bẩn thỉu. Người có ham muốn vật chất quá lớn rất dễ đánh mất niềm vui. Với những người thứ gì cũng muốn chiếm giữ, không nỡ vứt bỏ, nội tâm của họ được lấp đầy bởi lòng tham và sự lo lắng trong tình yêu và hạnh phúc lại không tìm thấy được vị trí tương xứng. Cổ nhân có câu, tâm hồn sẽ trở thành cái mà nó dung chứa. Một người ham muốn càng nhiều thì áp lực càng nặng nề. Ôm giữ càng nhiều dục vọng thì lại càng bị ràng buộc. Khi đã rơi vào vực thẳm của dục vọng, con người khó có thể thoát ra được. Dục vọng ăn mòn ý chí, làm tha hóa lương tri và hậu quả là biến chúng ta thành nô lệ. Trên thực tế, có nhiều người đã hủy hoại sức khỏe, uy tín và nhân cách của bản thân chỉ vì ham muốn. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích và dục vọng cá nhân, thì người ấy sẽ không thể có một nhân cách tốt hay ý chí mạnh mẽ được. Lời khuyên, chỉ bằng vứt bỏ những cái mong muốn không thực tế và bám chắc vào thực tế, chúng ta mới có thể tập trung hơn vào bản thân và tăng khả năng thành công lên rất nhiều. Cuộc đời của con người ta chẳng có con đường tắt nào cả. Những con đường tắt tạm thời có thể khiến ta tự mãn và mang lại nhiều tiện lợi. Nhưng về lâu dài, càng dễ thì càng tốn kém. 2. Vứt bỏ những xô bồ ở ngoài xã hội. Đến một độ tuổi nào đó, ta buộc phải bỏ đi mấy thứ như này. Tiệc rượu vô nghĩa, người không yêu mình, người thân coi thường mình và những người không thật lòng với mình. Bởi ở đời biết buông bỏ thì mới có đạt được. Chỉ khi hiểu được cách làm phép trừ, vứt bỏ những thứ vô dụng, ta mới có thể tiến thêm một bước càng ưu tú. Có một nhà văn kể, ông có một người bạn luôn phàn nàn về việc phải tham gia những bữa ăn, những sự kiện vô nghĩa. Vì đến đó cảm thấy không thoải mái mà cũng chẳng tìm được tiếng nói chung. Mà khi được hỏi thì nếu anh không muốn đi thì tại sao không từ chối? Người này trả lời, thôi ông ạ, tất cả vì quan hệ mà thôi. Vậy thì rốt cuộc anh có bao nhiêu người bạn đúng nghĩa? Nhà văn hỏi. Với câu hỏi này, anh bạn chỉ im lặng. Một thời gian sau, người đàn ông này gửi tin nhắn cho nhà văn kia, nói là, có lẽ anh nói đúng, tôi nên từ bỏ những mối quan hệ xã giao không thiết thực. Trên thực tế, việc chúc rượu một vòng, đưa ra danh thiếp, lấy số điện thoại, đến khi tiệc tàn, bạn cũng chẳng biết ai là ai. Ý nghĩa của sự tương tác xã hội như vậy là gì? Ngoài việc tiêu thụ năng lượng của mỗi người và làm giảm chất lượng cuộc sống của họ. Những năm tuổi 20 là thời gian mà nhiều người điên cuồng thực hiện phép cộng. Nhưng đến một thời điểm nhất định, họ phải thực hiện những phép trừ. Đó là trừ những bữa ăn, bữa tiệc vô nghĩa, những người không yêu mình, những người bạn giả dối. Nhiều người bị ám ảnh bởi việc quản lý các mối quan hệ xã hội và cảm thấy rằng nếu họ quen biết nhiều, con đường phía trước càng tốt.
nhưng trên thực tế, bạn đã hiểu sai bản chất của các cuộc giao tiếp. Đó là sự trao đổi tương đương. Chỉ khi bạn đủ tốt, có giá trị và nhân hậu, thì người khác mới nghĩ rằng bạn cần kết bạn. Còn không thì chỉ là lãng phí thời gian. Cho dù là vì thể diện, họ sẽ tiếp xúc với bạn, sẽ ngồi ăn tối với bạn. Nhưng trong thâm tâm họ, có thể sẽ không thoải mái với điều ấy. Những người ở độ tuổi trung niên nên thấy rõ điều này càng sớm càng tốt. Nắm bắt cơ hội và nắm bắt thời gian để hoàn thiện bản thân, đây mới là cách tiếp cận thực sự thông minh và có tầm nhìn xa. Các mối quan hệ dù thân thiết hay hờ hợt đến đâu, cũng có lúc không thể giúp đỡ bạn trong tình huống nguy cấp. Thay vì ký thác kỳ vọng vào những người khác, bỏ thời gian để không ngừng làm việc, tham gia tiệc xã giao hay đầu tư phát triển khả năng của chính mình. Khi bạn có một khả năng và giá trị nhất định, bạn không cần phải bận tâm đến việc kết bạn với những người khác. Những người khác sẽ tự nhiên đến kết bạn với bạn. Lúc đó, bạn có tiếp xúc với người nào đó hay không là tùy thuộc vào bạn. Hãy nhớ rằng, bất kỳ lúc nào, dựa vào sự hấp dẫn sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc làm hài lòng người khác. 3. Vứt bỏ đi cái suy nghĩ bi quan. Đối với những người bi quan, cuộc sống này đầy rẫy những gian dối lọc lừa. Họ không ngừng hoài nghi về thế giới, xã hội và thậm chí là những người xung quanh mình. Họ có thể nghĩ ra hàng tá lý do hay câu chuyện gì đó theo chiều hướng cảm xúc tiêu cực và áp đặt lên mọi thứ xung quanh, vô tình tự đẩy bản thân mình ra xa quỹ đạo chung của xã hội. Câu chuyện kể một cặp song sinh giống hệt nhau. Một đứa lúc nào cũng tràn đầy lạc quan, trong khi đứa kia lúc nào cũng ủ rũ, bi quan. Bố mẹ cả hai rất lo lắng, mang chúng đến bác sĩ tâm lý ở trong vùng. Bác sĩ đề nghị với hai ông bà một kế hoạch để cân bằng tính cách của cặp song sinh. Và kế hoạch là như thế này. Vào ngày sinh nhật sắp tới, hãy để hai đứa ở hai căn phòng riêng biệt khi mà chúng mở quà. Hãy tặng đứa luôn bi quan món quà tốt nhất mà ông bà có thể mua. Còn đứa lạc quan, hãy cho nó một hộp phân bón. Hai ông bà làm theo hướng dẫn của vị bác sĩ, cẩn thận quan sát. Khi họ nhìn trộm vào phòng của đứa bi quan, họ nghe thấy rành rành là nó đang than. Mình không thích màu của cái máy vi tính chút nào. Cái máy tính này nữa, thế nào nó cũng hỏng thôi mà xem. Mình cũng không thích cái game này. Mình biết là áp thần đứa nào đó sẽ có xe hơi đồ chơi, thậm chí còn to hơn cả mình. Rón rén dọc theo hành lang, đến phòng đứa còn lại. Hai ông bà nhìn thấy đứa lạc quan hân hoan vui sướng tung hộp đựng phân bón lên cao. Bố mẹ không thể lừa được con đâu. Chỗ nào mà có nhiều phân thế này thì ắt phải có một đàn ngựa đấy. Bạn thấy đấy. Người bi quan dù có nhận được những món quà tốt nhất, đắt tiền nhất, nhưng họ chẳng bao giờ nhận được giá trị của những món đồ. Vì họ luôn bận tâm, luôn bị che mờ bởi những lý trí xung quanh, bởi những suy nghĩ về những điều không tốt. Ngược lại, những người lạc quan luôn cảm thấy hài lòng vì họ nhìn thấy được mặt tích cực trong mỗi sự vật hiện tượng ẩn chứa ở những điều mà người khác coi là tầm thường từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vậy, cách nhìn nhận sự việc, góc nhìn Việt rất quan trọng trong cuộc sống trong mỗi chúng ta. Trong cùng một hoàn cảnh, lựa chọn khôn ngoan hay sai lầm đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. 4. Hãy vứt bỏ đi trái tim mềm yếu. Khiếm khuyết lớn nhất của con người chính là quá mềm yếu. Nhiều người nói rằng họ làm điều này điều kia, thậm chí không nên vẫn làm là vì lòng tốt. Thế nhưng hãy nhớ rằng, lòng tốt được trao cho người xứng đáng đúng nơi và đúng lúc. Quá mềm yếu chính là tự tay đưa dao cho người khác đâm mình. Vậy chúng ta còn quay đầu nói lời cảm ơn ư? Ở đời muốn sống yên ổn, bạn có thể giữ vững lòng lương thiện, nhưng phải có nguyên tắc. Đừng để ai vượt qua sức chịu đựng của mình. Người mềm lòng thường không có những giải pháp trước những yêu cầu vô lý của người khác. Họ sẽ chỉ biết nhượng bộ và đồng ý một cách vô điều kiện. Đôi khi như vậy, người ta thường cho là người dễ dãi, nhu nhược, thậm chí là vô dụng. Bởi thực chất một người quá dễ để đồng ý với những yêu cầu ý kiến của người khác thường là những người không có chính kiến, sống không có quy tắc riêng của bản thân. Điều này dẫn đến họ sẽ bị mất đi rất nhiều cơ hội mà họ có thể có được. Để thay đổi bản thân, hãy học cách từ chối. Khi ai đó yêu cầu bạn làm một điều gì đó mà bạn không muốn, thì hãy từ chối một cách khéo léo. Nếu người khác giễu cợt hay ghét bỏ, cũng đừng nên để ý. Sau khi học được những quy tắc và cách từ chối, người khác sẽ biết bạn là người sống có kỷ luật, có nguyên tắc. Họ sẽ chú ý đến phạm vi chịu đựng và bạn cũng sẽ giảm được rất nhiều rắc rối. 5. Vứt bỏ những người, những thứ không xứng đáng. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, cớ sao cứ phải lãng phí mình.
đến một độ tuổi nào đó, hãy chậm lại để nghĩ xem cuộc đời mình có được bao nhiêu người bạn chân chính để tin tưởng, có được bao nhiêu tình cảm không thể nào quên. Không phải tiền bạc hay vật chất, nó mới chính là những hành trang quý giá nhất ở trong đời. Có rất nhiều lý do khiến con người ta cố chấp mà không dám buông bỏ. Đã có rất nhiều yêu thương và hy sinh bỏ ra, có thể không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự đổ vỡ. Nếu một con đường đi mãi không thấy đường mà chỉ toàn đau khổ và nước mắt, hãy sớm nhận ra và đổi phương hướng đi. Học cách vứt bỏ những điều, những thứ không liên quan, không xứng đáng với mình. Rồi suy cho cùng đó là những điều không có ý nghĩa gì đối với mình, thậm chí là còn ảnh hưởng rất tiêu cực. Cố giữ lại sẽ chỉ càng thêm gánh nặng. Biết buông bỏ thì cuộc đời sẽ hạnh phúc. Đừng hôm khư những chuyện không vui hay lo sợ trách móc bản thân mình. Không ai có thể sống thay cuộc đời của mình cả. Hãy cứ bình tĩnh và suy nghĩ xem điều gì khiến bạn buồn phiền. Những điều, những người không đáng giá, hãy vứt bỏ và thư giãn ngay từ bây giờ. Sẽ có nhận được nếu có từ bỏ. Muốn cuộc sống này ngày càng tốt hơn thì phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết. Vứt bỏ gánh nặng cản trở bước tiến của mình chính là tạo cho mình một sự tự do, một cuộc sống an nhàn, sung sướng hơn. Và điều cuối cùng, hãy vứt bỏ đi sự phàn nàn, oán trách. Có một thực tế là những người thích phàn nàn, oán trách thực ra rất là nhỏ mọn. Chính bản thân không dám tự mình gánh chịu trách nhiệm, mà thay vào đó là đùn đẩy cho người khác hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh, số phận. Một cách vô thức, bạn cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ ngón tay vào người khác. Bằng cách này, bạn chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác, đồng thời lấp liếm đi khuyết điểm, lỗi lầm của chính mình. Từ đó khiến bản thân ngày càng trở nên hẹp hòi, khó chịu hơn. Oán trách là một vòng luẩn quẩn trượt dốc không lối thoát. Người kém năng lực thích phàn nàn, nhưng họ càng phàn nàn thì họ càng thích bao biện. Mà càng bao biện thì càng muốn trốn tránh trách nhiệm. Và khi càng trốn tránh trách nhiệm thì càng bất lực trước bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Phàn nàn oán trách thực sự không phải là cách tốt để bạn giải quyết mọi việc, mà ngược lại nó chỉ cho thấy rằng bạn đang tràn đầy sự thất vọng với cuộc sống và với chính cả bản thân mình mà thôi. Vậy đã qua tuổi 40, bạn nên tự hỏi lại chính mình xem những lời than vãn ấy liệu có ý nghĩa gì hay không. Thế giới này rất khách quan, đối với mỗi người cũng rất là công bằng. Khi bạn ngồi phàn nàn về mọi thứ, cũng là lúc bạn chống đối cả thế giới. Không chỉ không giải quyết được vấn đề gì, mà còn khiến bản thân chịu thêm sự dày vò và mệt mỏi. Bởi vậy, khi đã qua tuổi trung niên, buông xuống sự phàn nàn oán trách là con đường duy nhất để thoát khỏi phiền não. Vâng quý vị ạ, con người ta sống ở trên đời có thể dùng câu ngọc đẹp còn có vết. Con đường tới hạnh phúc phải đi qua nhiều chông gai để ngẫm nghĩ. Điều ấy có nghĩa là gì? Là trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp cũng có nhiều chuyện tốt, nhưng 90% phải trải qua không ít phen long đong lận đận. Một cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió có lẽ chỉ trong giấc mơ mà thôi. Rồi khi chúng ta còn trẻ, có lẽ chúng ta luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách. Gặp những cái chuyện khó thì nhất quyết không lùi bước. Nhưng mà khi đã sang tuổi trung niên rồi, mỗi người nên học cái cách đối xử tốt với bản thân mình. Cho bản thân mình cơ hội để hạnh phúc. Không cần vì những chuyện, những người không đáng mà đau lòng. Bởi lẽ chuyện đó thì chẳng có chút hy vọng nào cả. Hy vọng quý vị có thể dứt khoát vứt bỏ 6 điều mà Thanh Liêm đã vừa kể trên, để những năm tháng về sau luôn hạnh phúc ngập tràn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.